chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh lớp của Thế Di Động và mình là Hoco Chi. Và hiện tại cái sản phẩm ngày hôm nay mà chúng ta đưa lên cái bàn cân là một tuần một chiếc sản phẩm cũ giảm giá cực mạnh, đó chính là Samsung Galaxy M51. Có thể nói Samsung Galaxy M51 khi mà mới ra mắt ấy là một cái cú sốc ở trong làng công nghệ, bởi vì lần đầu tiên mà Samsung họ chơi khô máu đến như vậy ở cái sản phẩm phân khúc tầm trung. Vậy thì với mức giá gần 10 triệu đồng ở thời điểm ra mắt mà đến hiện tại chỉ còn 4 triệu rưỡi tại Thế Di Động đối với sản phẩm máy cũ, thì Galaxy M51 có gì để các bạn phải đánh đổi để sử dụng trong năm nay và mua nó ngay lập tức? Thì hãy cùng bắt đầu vào cái bài đánh giá Samsung Galaxy M51 giảm 4 triệu đồng có gì. Ở trong cái phân khúc giá mình có thể nói là tầm 4 triệu rưỡi đi, cái sản phẩm mà M51 đang hướng đến thì các bạn sẽ có con chip là mạnh mẽ nhất trong cái phân khúc giá tầm trung, đó chính là Qualcomm Snapdragon 730 cùng bộ RAM lên 8GB, bộ 128GB. Có thể nói là với mức giá tầm 10 triệu ấy thì con chip 730 của nhà Samsung đã khiến cho người dùng khá là bất ngờ khi mà lần đầu tiên Samsung họ chịu đưa lên một cái con chip mạnh mẽ đến như vậy. Và cái cụ thể cái sức mạnh con chip này như thế nào, đầu tiên là với cái tựa game liên quan mobile thì bọn mình đã từng test thì nó đã đạt được ở một cái mức FPS là 59.8 ở cái cấu hình đồ họa là Full HD và các bạn thì sẽ cho được cái trải nghiệm rất là mượt mà trên này luôn. Cái điều đó đến từ việc là đây là một cái sản phẩm có một cái màn hình rất là tốt luôn, có thể nói là cực kỳ tốt luôn này, Super AMOLED này, rồi có cái màn hình bự là 6.7 inch này. Đối với cái tựa game PUBG Mobile thì các bạn sẽ có cái mức FPS đâu đấy là trong vòng tầm 29 đến 39 FPS tùy theo cái mức độ mà các bạn set, thì nó sẽ cho ở mức HD đổ xuống thôi chứ các anh em không set được HDR. Đây là một cái điều dễ hiểu bởi vì rất là nhiều chiếc máy trên 10 triệu, 11, 12 triệu nó vẫn chưa set được HDR. Vậy nên mình không đòi hỏi là cái sản phẩm này nó phải set HDR, mình chỉ cần HD thôi là đã quá đủ, đã có được những cái trải nghiệm rất là tốt rồi. Và đặc biệt ấy, với cái 4 triệu rưỡi thì các bạn sẽ có được cái bộ RAM 8GB. Có thể nói là 6GB RAM hay là 8GB RAM là một cái bộ RAM rất là kinh khủng ở trong cái nhà Android và thật sự là một cái bộ RAM của flagship. Nếu như không tính đến những cái vụ như là RAM mở rộng này kia, 11GB RAM hay 13GB RAM này kia, thì rõ ràng 8GB RAM là quá đủ thì cho tất cả các anh em trong cái thời điểm này rồi. Nó sẽ cho các bạn những cái tác vụ đa nhiệm rất là mượt mà, rất là ok luôn. Và kể cả là có máy cũ, những sản phẩm mình đang cầm trên tay thì nó vẫn cho được những cái chuyển đổi đa qua lại giữa các tác vụ này, hay là chuyển đổi qua lại giữa các game, mess, Facebook này kia các kiểu rất là mượt mà luôn, không có bất cứ một cái hiện tượng lag giật nào cả. Và dành cho những bạn nào mà chúng ta thích một chiếc điện thoại có thể chụp hình này, quay video đẹp, thì rõ ràng M51 hoàn toàn có thể đáp ứng được cho các bạn. Mình đã nói đây là một cái sản phẩm mà Samsung họ chơi khô máu ở trên này. Ở chúng ta sẽ có camera chính là 64 megapixel này, có tận 4 camera cận cảnh, macro, góc rộng, có đầy đủ tất cả những camera mà các bạn cần ở trên một chiếc điện thoại. Và đặc biệt là camera selfie lên đến 32 megapixel. Với cái mức giá 4 triệu rưỡi, các bạn đã sở hữu một cái cụm cam nó hầm hố như vậy và cho được những cái bức ảnh cũng như là những cái chất lượng quay video cực kỳ đỉnh cao, thì mình nghĩ là không có gì đánh đổi bằng cái thời điểm này. M51 là một cái sản phẩm cực kỳ sáng giá. Và cái điểm sáng giá duy nhất ở cái sản phẩm này mà người ta nói rất là nhiều về cái sản phẩm này và đã tốn rất là nhiều những cái bài báo và những cái bài video test pin của sản phẩm này, đó chính là về pin của nó, pin 7000 mAh. Hoàn toàn chính xác, đó chính là viên pin 7000 mAh. Và khi mà mình test ấy, thì nó cho thời gian sử dụng liên tục lên đến 15 tiếng đồng hồ. Trời ơi, 15 tiếng đồng hồ thì vị chi là nếu mà các bạn sử dụng không liên tục, nó sẽ rơi vào tầm từ 4 đến 5 ngày, gần một tuần trời mà không cần phải sạc. Và sạc cũng cực kỳ nhanh luôn, nó có sạc 25W. Khi mà các bạn sạc trong vòng tầm 3 tiếng đổ lại thì nó sẽ sạc đầy được viên pin 7000 mAh. Và đó tất cả những cái điểm cộng về Galaxy M51. Vậy thì điểm yếu của nó nằm ở đâu? Mình nghĩ cái điểm yếu duy nhất của cái sản phẩm này nó nằm ở việc đây là một cái sản phẩm có một cái mặt lưng bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại hay là bằng kính như là anh em hằng mong ước. Là với cái mức giá khi mà vừa ra mắt là gần 10 triệu ấy thì nó sẽ phải có những cái mặt lưng nó cao cấp hơn. Tuy nhiên ấy, thì mình nghĩ đây là một cái điểm đánh đổi khá là hợp lý, bởi vì ở cái thời điểm mà M51 họ ra mắt ấy thì đây là một cái sản phẩm mà họ đánh vào hiệu năng này, đánh vào màn hình này, đánh vào camera này. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể phải đánh đổi một chút đối với thiết kế. Và điều này dẫn đến việc là sản phẩm cũ của mình M51 đây thì nó đã bị cái tình trạng là sức răm rất là nhiều ở cái phần mặt lưng. Và cái máy thì cho cảm giác không chắc chắn và khá là ọp ẹp. Vậy nên là những bạn nào kiểu đam mê một cái thiết kế nó quá là đẹp đi, các bạn không thể nào mà kiểu như chấp nhận được một chiếc điện thoại mà nó có một cái thiết kế không được sang trọng, không được đẳng cấp giống như các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua chiếc điện thoại này. Tuy nhiên đối với bản thân mình ấy, thì mình quan trọng nội dung hơn. Và đây là một cái sản phẩm có được cái nội dung ngon. Vậy thì ý kiến các bạn như thế nào? Các bạn có sẵn sàng lựa chọn Galaxy M51 với mức giá chỉ 4 triệu rưỡi tại Thế Giới Di Động hay không? Thì đừng quên là hãy để lại comment, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của Thế Giới Di Động. Cảm ơn gì, bye bye.